À, xin chào anh chị. Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 30 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 1 tháng 10 năm 2021. À, hôm nay là một phiên thị trường chung được đánh giá là vẫn trong hoạt động trong cái giai đoạn sideways anh chị nhé. Có khá là nhiều các cái cổ phiếu test thành công. Thì là cái chiến lược hôm nay là chúng ta nắm giữ các cái cổ phiếu có thể giải ngân thăm dò các cổ phiếu kịt khối lượng, ưu tiên hơn là cái chiến lược mua bùng nổ. Thì tại sao mình lại nhận định như thế? Thì chúng ta sẽ cùng phân tích ở trên Ami Broker anh chị nhé. Anh chị thấy là VN Index hôm nay là một phiên đầu phiên thì là kéo lên, tuy nhiên sau cuối phiên thì đóng ở phía dưới tăng 0,2%. Thì nếu xét ở đây chúng ta có thể thấy đây là một cái thanh ba mà là thanh ba bán ra, tuy nhiên mà khối lượng rất là thấp nhé. VN Index thấp hơn MA20 một chút xíu. Thực ra nếu mà nó trên MA20 thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là thấp hơn MA một chút xíu thì không vấn đề gì anh chị nhé. Bởi vì chúng ta đang nhận định chúng ta đang thị trường sideways. Thì khi thị trường sideways thì chúng ta cho phép cái biến động của chỉ số index này có thể lên xuống cái đường trung bình MA20 là chuyện bình thường trong cái giai đoạn sideways. Anh chị có thể nhìn thấy những cái giai đoạn trước này khi mà sideways ấy, thì nó được phép lên xuống cái đường trung bình MA20 anh chị nhé. Đối với VN30 nhé. VN30 hôm nay khối lượng rất là thấp, cũng là kéo lên xong đóng cửa ở phía dưới, khối lượng rất là thấp, tăng 0,2%. Thì tương tự như VN30, nhưng mà VN tương tự như VN Index. Tuy nhiên VN30 thì đang là trên MA20 nhé, trên MA20 thậm chí còn trên MA10 luôn. HDX Index nhé thì cũng là trên MA20, khối lượng thấp. Cái thằng HDX Index thì rút chân lên. HDX Index rút chân lên đóng cửa cao nhất. Nói chung là thị trường thì vẫn trong cái nhận định của chúng ta là thị trường đang trong cái xu hướng sideways anh chị nhé. Đặc biệt là có rất nhiều cổ phiếu test thành công. Thì đây là một cái tín hiệu khá là tốt. À, anh chị có thể nhìn thấy đây là cái số lượng cổ phiếu tốt của ngày hôm nay này. Số lượng cổ phiếu tốt hôm nay tiếp tục nở rộ nhé. Nay lên 278 cổ phiếu tốt rồi anh chị ạ. Anh chị thấy ở phía trên này này là đường điểm trung bình của các cổ phiếu tốt đó, là tăng 0,7% và đóng ở trên MA trên cái đường màu xanh này, trên MA10. Chung là nhìn đây khá là tích cực nhé. Số lượng cổ phiếu đang nở ra, số lượng cổ phiếu tốt đang xuất hiện nhiều hơn. Và thông thường thì khi mỗi lần số lượng cổ phiếu tốt mà vượt qua cái đường trung bình này thì sẽ có một cái nhịp tăng giá anh chị nhé. À, các cái ngành mà mạnh hơn thị trường chung thì có thể thấy, ví dụ ở đây anh chị có thể thấy là cái gốc so sánh thì chúng ta so sánh ngày 27. Thực ra thì mình muốn so sánh ở cái ngày gần hơn á, so sánh ở cái ngày gần hơn là cái ngày này này. Anh chị nhé, đây là cái ngày gần hơn này. Cái ngày gần nhất các anh chị thấy đây là một cái đáy gần nhất đúng không? Ngày 27 tháng 9 là cái ngày đáy gần nhất, bởi vì thấy cái ngày 27 tháng 9 này này nó phá mấy cái này này. Bản chất đây là một phiên rút bỏ rất là mạnh. Thì chúng ta di chuyển sang cái ngày mà chúng ta so sánh là cái ngày này thì nó sẽ chính xác nhất là ngày 27. Tuy nhiên là trong cái Ami Broker này, cái này nó gần quá nó không thể kéo được. Nó không thể kéo được cho nên mình vấn đề nó là ở cái ngày gốc là cái ngày không thể kéo được. Nó đang là cái ngày 24 nhá. Nó là ngày 24 trước ngày 27 một ngày. Thì chị có thấy là còn một hoạt nó mạnh thì gồm có hóa chất này, khí đốt này, vận tải biển, dầu khí, dệt may, khai khoáng, vật liệu xây dựng này, hàng không, điện, dịch vụ vận tải là những cái nhóm mạnh hơn thị trường chung. Thực phẩm, thép, bảo hiểm nó mạnh hơn này, đúng không ạ? Thì những cái ngành mà mạnh hơn thị trường chung thì nếu anh chị mua những cổ phiếu bùng nổ hoặc nắm giữ thì nếu mà ở những cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung này thì rất là ổn. Tuy nhiên nếu các anh chị mua các cổ phiếu kiệt vôn thì anh chị cũng có thể chọn các cổ phiếu ở những cái dòng mà đang yếu hơn thị trường chung. Tuy nhiên là nó phải chặt chẽ về mặt cấu trúc và nó phải có tích lũy đẹp anh chị nhé. Cái đấy là cái nhân tố rất là quan trọng. Thì ok, chúng ta thống nhất là cái cách nhận định thị trường ngày hôm nay là vẫn trong cái xu hướng sideways nhé. Và chiến lược là nắm giữ cổ phiếu, ưu tiên mua cổ phiếu kiệt vôn nhé. Về cái số lượng các cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ trong ngày hôm nay này, anh chị có thể thấy là lúc 2 giờ giữa hơn 2 giờ 2 giờ 20 thì mình cũng có chia sẻ với các anh chị ở trong cái nhóm Zoom VIP và hôm nay cũng có gửi vào cái nhóm Zoom chung luôn đúng không ạ? Lần sau đối với cái nhóm chung thì mình sẽ gửi lên cái mục trò chuyện ở trên mục cộng đồng ở trên kênh YouTube á. Thì anh chị có thấy là có ADS này, PSD, FRT và DGW là những cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ trong cái phiên ngày hôm nay. Và đa phần là những cái cổ phiếu này đều nằm trong cái nhóm bán lẻ tổng hợp. Đúng, duy nhất có ADS là trong nhóm quần áo thôi. Thì nếu anh chị mà quan tâm đến những cái nhóm cổ phiếu này này thì các anh chị phải lưu ý rằng là hoặc là anh chị đang nắm giữ những cổ phiếu sẵn rồi
nhé, thì chúng ta cũng lưu ý cái cách chốt lời, các cái nguyên tắc chốt lời tùy theo đánh ngắn hay đánh dài, và đặc biệt là phải cắt lỗ nhé, không được giữ quá lỗ 7% từ cái giá các anh chị mua, và có thể xem xét cái mức giá thanh lý này, hoặc là nếu thủng MA10, MA20 hoặc thủng nền thì cũng xem xét là chúng ta nên bán ra. Nguyên tắc của mình á, là đúng để cho lợi nhuận lớn và sai là phải chấp nhận bị rút bỏ. Chúng ta sẽ không cãi nhau với thị trường, đặc biệt không cãi nhau với cái việc rút bỏ cổ phiếu anh chị nhé. Một số lượng cổ phiếu mà nên quan tâm và dự kiến có khả năng tăng giá ở T cộng 3 và cho lợi nhuận, thì chị có thấy đây có khá nhiều cổ phiếu anh chị có thể xem đây này. Đấy, thông thường thì mình sẽ chọn ở đây này, anh chị có thể lọc dần nhé, các chị chọn các cổ phiếu xu lên cái trên này. Đấy, các chị chọn cổ phiếu Kiệt Vôn nhé, Kiệt Vôn này. Đấy, thì nó khá nhiều hơn, nó nhiều hơn, nhưng mà mình lọc sơ bằng mắt thì mình lọc ra được một số cổ phiếu ở đây thôi, anh chị có thể lọc ở đây này. Đấy, một số cổ phiếu như này mình có copy vào đây thì anh chị thấy là có FMC này, DIC này, CMG, VCI, VND này, MBS, một số cổ phiếu chứng khoán thì đang ở cái vùng hỗ trợ của nền, đúng không ạ? FMC là chạy rồi trên nền nhé, DIC này thì cũng trong nền này, CKG lại trong nền, DRI, GIL và DBC nhé. Các anh chị cũng lưu ý là cái mức chốt lời nhé, và các cái mức giới hạn về mặt cắt lỗ và thanh lý nhé. Đấy. À, số lượng các cái cổ phiếu tốt thì anh chị có thể quan tâm khi mà các anh chị mà nắm giữ các cổ phiếu á, thì các anh chị xem là những cái cổ phiếu nào là những cái viên kim cương mà mình trước có nói với chị ấy, là những cái viên kim cương là nó hay lộ thiên, viên kim cương lộ thiên rồi thì nó sẽ tiếp tục sẽ là có cái xu hướng là những cái viên kim cương tiếp, thì anh chị có thể chọn đây này, cổ phiếu lên cái trên này nhé, chọn cổ phiếu trên MA10 thì đây là những cổ phiếu khá là mạnh đấy, thì các cổ phiếu mạnh nhất đây này nhé anh chị nhé. Mình search đây, nếu các anh chị muốn chọn cổ phiếu mạnh nhất thì đây là cổ phiếu mạnh nhất này, đúng không? NVB, DCM, DPM, CNG, ADS và HT1, PC1 và C47, đúng không? Trong đó HT1 và PC1 là những cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ ở các cái phiên trước có chia sẻ với anh chị rồi. Đấy, những cổ phiếu như bên dưới này là những cổ phiếu nhóm mà cũng khá là mạnh và nắm giữ thì ok nhé. Một số cổ phiếu về bán lẻ này, một số cổ phiếu về bất động sản này, một số cổ phiếu về bảo hiểm này. Đấy, một số cổ phiếu về hóa chất chuyên dụng khai thác than này cũng khá mạnh rồi nhé. Một số cổ phiếu về thực phẩm, thiết bị vật liệu xây dựng, vận tải biển và xây dựng nhé. Thì đây là các cổ phiếu mạnh, thì chị nắm những cổ phiếu này thì cơ bản sẽ yên tâm anh chị nhé. Các anh chị có những cái mong muốn về về cái việc mà phân tích của giải đáp một số cổ phiếu á, thì mình sẽ đi điển hình một số cổ phiếu thôi, bởi vì cũng không đi hết được anh chị nhé. Ở đây thì mình sẽ đi một số cái dòng, đây những cổ phiếu Kiệt Vôn rồi, anh chị có thể chọn những cổ phiếu mạnh nhất này, tốt nhất này. Đấy, trong ngành này. Đấy. Đây anh chị thấy này. Đấy, NVB này ok, nắm giữ này, với cổ phiếu DCM ok này. DPM này, đều có thể lên được, đều nắm giữ được hết nhé, ADS nhé. HT1 nhé, PC1 nhé, ok nhé, C47 nhé. Đây là những cổ phiếu mạnh đấy. USD nhé, này điểm mua đúng không? Nắm giữ nhé. FLT mua nắm giữ nhé. DGW mua nắm giữ nhé. Thế Di Động mua nắm giữ nhé. VLC mua nắm giữ nhé. IDJZ này thì đây là cái nền của nó chạy này. Thì các chị thấy hôm nay nó là một cái uptrend rồi, bản thân mình cũng phải hôm nay phải bán cổ phiếu đi khoảng 30% rồi nhé. Đây tạm chốt lời 30% trước. HDG này ok nhé, đang cổ phiếu trong nền nhưng mà đang tích lũy ở phía trên này, khối lượng rất là kiệt, rất là tiềm năng đấy nhé anh chị nhé. Đấy, DTA này ok nhé, HDC này ok nhé, KBC này nhé, cũng khá kiệt vôn nhé, đây là một điểm rũ bỏ này, mua lại này đúng không, test lại này, KBC cũng ổn nhé. Tích này thì là khối lượng thì chưa kiệt lắm, không đẹp bằng các cổ phiếu bất động sản khác. Đấy, VC3 là bao cung đúng không, anh chị thấy đúng bao cung đúng không, khối lượng nó đều là chặt chặn như này là bao cung. LHG này nhá, thì các anh chị thấy đây là nó đang là trong nền nhé, cổ phiếu này trong nền, đây điểm mua vào này, bán ra này, rút chân lên này, cổ phiếu này có thể nên theo dõi thêm. Đấy, như các anh chị nắm giữ là thì vẫn ok, DRH này ok này nhé, VVI ok nhé, DDG này ok nhé. Đấy, TNH này ok trong nền nhé. ITD này thì đầu tiên là lên nền này, sau khi tạo một cái nền mới này, anh chị thấy đúng không? Đấy.
Những cổ phiếu này các anh chị nắm giữ được hết nhé, ok nhé. Đấy, SGT vẫn ok nhé, vẫn nắm giữ được nhé. Đấy, BBI ok nhé. VIX này ok nhé, nắm giữ nhé. VIX này ok nhé. Cũng là kiệt vôn rồi, khả năng tiếp tục bùng nổ phát là chạy mạnh tiếp. BVH thì đang có cái vùng kháng cự ở phía trên ở mức 59 thế này. Thì chúng ta nghĩ rằng chắc là nó sẽ tích lũy thêm ở cái vùng trên 5960 này anh chị nhé. Nên mình đi chờ thêm. Đấy. APS này ok nhé. VIG này ok nhé. Đấy. BWE nhé. IPA ok nhé. IPA thì đợi sau khi nó chạy khỏi nền để mua bùng nổ này, vẫn tiếp tục chạy anh chị nhé, ok không vấn đề gì. API ok nhé. Cổ phiếu này thì là cổ phiếu kênh dưới nhé. Mặc dù nó khá kiệt vôn đấy chị ạ, cổ phiếu này khá kiệt vôn nhé. Nhưng chị có thể theo dõi cổ phiếu này nhé. Đây, nó vùng mới của nó đây này. Khá kiệt vôn nhé. Nó là hồi phục thôi. Đấy, cổ phiếu này thì là đang tích lũy trong nền nhé. Đây, cổ phiếu này nền vào đây. Đấy, hôm nay nó cũng là một cái điểm mua bùng nổ đấy. Nhưng mà khối lượng hơi thấp nhá, cho nên là mình cũng không không đưa vào cái danh sách. Đấy, THD này thì là một diện bo cung nhá, nhưng mà nó đang lên. ELC này lên nhé chị nhá, ELC này chạy lên. TCD nhá, TCD thì đây, vẽ chút rồi. Kiệt vôn đang kiệt vôn dần anh chị nhá, ok đấy. Ở phía này thì chờ thêm nhé, chờ nó kiệt vôn lên thêm. Đây. Đấy, cổ phiếu này khối lượng vẫn hơi cao nhé, Vietjet khối lượng vẫn cao đấy. BFC nhé, BFC anh chị thấy trong nhịp rũ này, đây là rũ số 2 này. Đúng không ạ? Thì bắt đầu nó kéo lại nhé. Thì cổ phiếu này thì xong một nhịp rũ về cái vùng hỗ trợ. Đây là cái phiên này test lại phiên này này. Và test thủng nhé. Thì các anh chị thấy bản thân mình trong cái vùng TTR này này. Cái vùng sideways này nó biến động 28% thì chúng ta nên quan sát thêm nhé, bởi vì có thể nó sẽ cần thêm tích lũy ở phía trên này nữa. Đấy, last ok này. HCD này ok nhé. Các chị thấy đang kiệt vô này đúng không ạ? Đấy. Anh chị mình sẽ chuyển qua cái dòng nào đi. Dòng chứng khoán anh chị rất quan tâm dòng chứng khoán đúng không ạ? Đây. Chứng khoán này, VG nhá, VG thì là ok nhá. Đây là phiên này là phiên bán ra này, hai phiên này bán ra này. Phiên này là phiên test lại này, khối lượng thấp này, ok thì nên mua lại ok luôn đúng không ạ? Đấy. APS ok nhá, vừa nói rồi đúng không ạ? SSI thì anh chị thấy là nó đang đây là cái vùng sideways của nó này, thì nó test lại vùng sideways này, phiên này bán ra này, phiên này test lại kiệt sạch vùng khối lượng này, hôm nay bán xuống hết được bán kéo lên này. Dòng chứng khoán này rất là khá là đẹp anh chị nhé, khá là đẹp. Dòng chứng khoán này chỉ cần có lực vào là nó sẽ chạy rất là tốt thôi, vì nó test khá là ổn ở đây này, rút bỏ này, rút chân lên này nhé, thì nó khá là ổn đấy anh chị nhé. Dòng chứng khoán này khá là ổn đấy, rất nhiều vấn đề cũng kiệt vô này, chỉ cần lực mua vào nhẹ là nó sẽ hùn, nó sẽ đẩy cổ phiếu này lên ngay anh chị ạ, rất là đẹp nhé. MBS này ok này, cũng đẹp này. Đấy, SHS thế nhá, HCM thế nhá, BVS thế nhá, BVS này ok này, anh chị thấy không, khối lượng kiệt này đúng không, rất là đẹp. VCI nhá, đều đẹp, các cổ chứng khoán này rất giống nhau. Anh chị có hỏi về cái nhóm gì nữa nhỉ? Anh chị hỏi về nhóm thép đúng không ạ? Đây, thép đây thì Hòa Phát nhé. Rất nhiều người nói rằng Hòa Phát này là phân phối. Thực ra thì nó nếu nói nó phân phối ở đây hay tích lũy ở đây thì là chúng ta quá là suy diễn và nói là quá sớm. Nói như vậy là chúng ta đang suy diễn quá nhiều và nói quá sớm chị nhé. Thực ra thì đối với Hòa Phát á, hiện nay nó đang ở cái vùng kháng cự phía trên. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là nó cũng có cái dấu hiệu tích cực, là nó đang được mua vào khá là tích cực ở đây bên trên. Nhưng có một cái mà không tích cực cho lắm là chúng ta thấy là khối lượng nó hơi thấp. Thông thường là những cái phiên vừa nền nó mới có một cái khối lượng thực sự ấn tượng anh chị nhé. Nhưng đang thiếu cái đấy. Thì chúng ta cứ bình tĩnh quan sát thêm. Nhìn đây Hòa Phát thì
Mình thì mình cũng nếu mà thấy là nó cũng chưa đủ cái điều kiện để mua vào cổ phiếu đâu. Tuy nhiên cổ phiếu này có thể nó sẽ tích lũy ở phía trên này và nó sẽ bùng nổ lại thì sẽ là cái cơ hội anh chị nhé, hoặc là nó kiệt vốn thì cũng hoàn toàn có thể mua ở phía trên này được nhé. Đấy. Hoa sen này, hoa sen thì đây là một cái nhịp nền này lên phía trên rồi đúng không ạ? Thì đây nó tích lũy lại, anh chị thấy khối lượng nó kiệt dần đây này. Chút dòng thép này cũng khá là ổn đấy nhé. Đấy, TBN test lại hôm nay là phiên này, phiên test lại phiên này này đúng không ạ? Khối lượng thấp là ok nhé. Đây là hạn thế này, test lại khối lượng thấp này. SHI này thì phân phối ở phía dưới thì không nói đúng không ạ? HCM nhé, cũng khá là ấn tượng, khá là đẹp đúng không anh chị thấy này, rút chân lên này đúng không, kiệt vôn này, test này, HMC khá đẹp đấy nhé. Form này thì nó đang có một cái vùng kháng cự ở phía trên này này, giá mức 19 nhé, hiện nay nó đang hồi phục thôi, cái nhịp hồi phục này của nó được 34% rồi anh chị nhé, đoạn này nó hoàn toàn có thể chạy được, kiệt vôn là nó có thể chạy được đấy. Mình thấy thị trường cũng có rất nhiều cơ hội chứ không phải là không đâu anh chị ạ. Chúng ta thấy mình thấy là cũng khá có nhiều cơ hội đấy, vì khối lượng rất là kiệt đây này, đây là nền hai của nó rồi, được một nhịp chạy đúng không, 34% này, 31% này đúng không, rất là ổn đấy chứ. Nam Kim này vẫn ok nhá, các anh chị thấy từ cái điểm mua bùng nổ của nó dưới lên nó đã thủng MA10 đâu, có phiên này thủng này đúng không, phiên thủng tích lũy lại thì nó cân bằng kiệt vô nó sẽ lên tiếp thôi nhé. Đấy, VGS nhá, rũ bỏ nhá, kéo lên nhá, kiệt vô nhá thì vẫn có thể ok, vẫn có thể chạy được nhé, cổ phiếu này thế nhé, SMC này rũ bỏ này, kéo lên này, kiệt vôn này, có thể chạy được nhé. Đấy, cổ phiếu này thế nhé, rũ bỏ này, rút lên này, kiệt vôn này. Đó thì đó là những cái nhận định của mình ở một số những cái nhóm ngành, ở đặc biệt là những cái cổ phiếu khá là tốt. Ngoài ra mình cũng có cái review với dòng chứng khoán với dòng thép để anh chị có thể có những cái đánh giá nhận định trong cái hoạt động giao dịch chứng khoán của mình. Thì hy vọng là cái bản tin này cũng phần nào giúp ích được cho anh chị trong các hoạt động đầu tư. Thứ nhất là về nhận định thị trường, thứ hai là nhóm cổ phiếu mua bùng nổ, và thứ ba là nhóm các cổ phiếu kiệt vôn. À, các anh chị có muốn có những cái giải đáp nào thì các anh chị vui lòng comment ở phía dưới video á, thì mình sẽ có những cái trả lời ở cái phần comment hoặc là làm các cái video kế tiếp để giải đáp các cái mong muốn, các cái thắc mắc của các anh chị. Các anh chị subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ Thóc Chứng Khoán anh chị nhé. Ok, cảm ơn các anh chị, xin chào.